ngư dân đang đánh bài tứ sắc năm 1930 ở miền Nam. Chân dung một thợ tiện năm 1931. Thợ tiện đang làm việc ở Nam Kỳ năm 1931. Chân dung người ăn xin ở miền Nam hơn 100 năm trước. Chân dung một nhà sư ở miền Nam xưa. Chân dung của một nữ tu Phật giáo. Chân dung một thợ chạm khắc ở Nam Kỳ năm 1930. Một người đàn ông gánh hàng ăn bán rong khoảng năm 1930. Người phụ nữ đang bán túi chiên năm 1931 ở miền Nam. Một người đàn ông đang bán đậu phộng rang ở Sài Gòn năm 1931. Người đàn ông đang chèo xuồng ở miền Nam khoảng năm 1930. Người dân đang dỡ hàng ở Nam Kỳ khoảng năm 1930. Người bán da động vật ở Sài Gòn năm 1931. Chân dung của một người đàn ông bán hàng rong ở miền Nam khoảng năm 1930. Chân dung một ông cai tổng ở miền Bắc năm 1884. Hình ảnh chân dung một ông quan bố là quan phụ trách về tài chính trong trang phục nghi lễ năm 1884 ở miền Bắc. Chân dung ông quan phủ mặc đại triều phục ở miền Bắc năm 1884. Dàn nhạc ở miền Bắc xưa năm 1884. Một người bán thịt dạo ở Hà Nội hơn 100 năm trước. Một gánh phở bán rong ở miền Bắc hơn 120 năm trước. một gánh phở ven sông Hồng với đông người dân tới chụp hình cùng. Gánh hàng rong ở Hà Nội hơn 100 năm trước. Một người Hoa bán rong phía trước dãy phố Nguyễn Thi và Hải Thượng Lãn Ông ngày nay, ảnh chụp hơn 100 năm trước. Gánh hàng rong ở chợ lớn xưa. Gánh hàng bán bánh ở Nam Kỳ xưa. Một thợ nhuộm rong ở Nam Kỳ xưa. Ảnh chân dung người lính khố đỏ Nam Kỳ xưa. Những người khiếm thị đi hát rong ở miền Bắc xưa. Một người phụ nữ An Nam và một thầy thuốc người Hoa xưa. Nhóm những người thợ đang xây dựng nhà ở miền Bắc. Hai viên quan sứ giả nhà Thanh sang Việt Nam đưa các tù binh Trung Quốc về nước sau trận Lạng Sơn. Xe ngựa ở Sài Gòn xưa hơn 100 năm trước.